Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người chiếc xe Suzuki Van 2 chỗ và tải 650 kg. Đây, mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem. Xe này là biển D các bạn nhé. Xe này biển D, chạy trong thành phố thì nó như là xe con luôn. Kể cả những biển cấm xe tải 5 tạ nhưng mà xe này vẫn vào được bình thường các bạn nhé. Khoang đằng sau rất rộng. Hai bên là cửa nùa các bạn nhé. Bên kia cửa nùa. Bên trong thì rất là đơn giản. Tay lái cơ. Theo kinh nghiệm của mình thì khi nào xe di chuyển thì mình đánh lái thì nó nhẹ hơn, chứ xe dừng mà mình đánh lái thì rất là nặng. Dạ. Đây. Vô năng rất đơn giản. Bên tay trái mình là nút bật đèn tắt, đèn mo, đèn sương mù, đèn pha. Dạ, nháy đèn như bình thường. Okay. Màn hình cũng rất đơn giản. Điều hòa không có các bạn nhé. Xe nguyên bản là chỉ có quạt gió thôi, có 3 nấc quạt gió. Yeah. Âm thanh thì đầu cái này đài FM USB nghe nhạc. Loa của con này rất hay các bạn nhé. Đúng hàng Pioneer. Số thì số sàn thôi. Đây phanh tay đây, rất đơn giản. Ga đây. Số phanh. Nên xuống kính thì vẫn bằng quay tay các bạn nhé. Đây. Chỉ mỗi bên trước đằng lái thì có chắn nắng thôi. Được chưa? Xe này mình vẫn để nguyên bản, chưa dán chống nắng các bạn nhé. Vì xe chạy vận tải nên xe cứ mua về chạy thôi. Xe mình nhà mình chạy đến nay là 2 vạn 2 rồi nhưng mà chỉ thay dầu thôi, đổ xăng. Mà xe này có một cái ưu điểm là nó không phải đổ nước làm mát các bạn nhé, rất tiện lợi. Xe rất chiều ngang rất là nhỏ, nên nách thoải mái. Ok, chào các bạn.